Rồi, hello anh em, đã quay lại kênh của anh nha. Thì hôm nay mình có một cái bộ nồi mới dành cho những anh em mà đi ad center 150 này, 135 này. Đó, thì cái bộ nồi này là của FCC dành cho R15 V3, cũng là cái nồi mà ad center mới 155 VVA mới ra anh em. Thì phải nói là cực kỳ chất lượng nha. Tại sao những chiếc xe mà 155 với R15 nó mạnh như vậy? Thì một phần là ở cái động cơ VVA, và cái thứ hai là cái phát huy giúp nó mạnh hay không là nhờ cái bộ nồi của trên chiếc xe. Thì cái bộ nồi chống trượt này là niềm mơ ước của tất cả anh em mà đi winner ha. Thì nhớ anh em nào mà đi winner á, là đang rất là, nói chung là rất là hào hứng vào những cái dòng bốn ở nồi chống trượt. Thì này là giống như niềm mơ ước của tất cả những anh em mà đi winner ha. Thì giờ mình sẽ xé bọc lại ra nè anh em. Đó. Thì đợt này mình về được mười mấy bộ anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và mình sẽ khuyến mãi cho những anh em nào, 10 anh em nào đầu tiên ha. Đó. Thì cái nồi nó gồm những gì? Nguyên cái bộ nồi này nè. Anh em chỉ cần mua về ha. Xong anh em là rút nguyên cái bộ nồi zin ra. Xong rồi anh em rút nguyên bộ nồi zin ra, anh em ráp cái này vào là chạy thôi, không cần phải chế cháo, không phải làm gì cả, dành cho ad 150 ha. Tất cả các đời ad 150 và ad 135 đều xài được, mình có cái bộ dành cho ad 135 nữa. Đó, thì cái bộ nồi nó thì gồm cái gì? Cặp đôi nhôm trước và sau, và ba lá bố, hai lá sách, và cái lò xo, và cái kiềng đây. Đó là bao gồm một bộ nồi như thế này ha anh em ha. Thì rất là rẻ luôn, phải nói là rất là rẻ, mà nhập được số lượng rất là lớn, khoảng mười mấy bộ nha anh em. Mười mấy bộ thì phải nói tương đối thôi chứ không phải là lớn. Bây giờ đợt này mình sẽ khuyến mãi cho anh em, giá hủy diệt luôn, ráp tại tiệm 10 bộ dùng thử nha, 10 bộ đầu tiên cho anh em dùng thử trải nghiệm. Nói chung nó dùng thử thì nó nghe nó ái quá, tại cái bộ này rất nhiều anh em làm trên mạng rồi thì không cần phải nói dùng thử nữa, nó chất lượng rồi. Nó là dành cho R15 mà, R15 là 155 VVA. Thì mình sẽ bán với anh em bao luôn công lắp đặt luôn cái bộ nồi này là 950 cho 10 bạn đầu tiên nha. 10 bạn đầu tiên anh em nhớ nha, 10 bạn đầu tiên. Rồi qua cái đợt 10 bạn đó thì bộ nồi này sẽ nâng lên thành 1,2 triệu nha, bao câu luôn công lắp đặt là 1,2 triệu. Đó, thì nói chung là quá là rẻ đúng không, cực kỳ rẻ luôn, giống như là mình rút nguyên cái bộ nồi gì mình cất đi. Nhiều khi anh em lấy cái bộ nồi zin đem bán thì cũng gỡ được cỡ nửa cái nồi này luôn á, nhiều khi hơn nửa cái nồi nữa nha. Đó, quá quá hời đúng không anh em ha. Thì này tin vui dành cho tất cả những anh em mà chơi ad. Chung là chơi ad là luôn luôn được ưu ái, luôn luôn được ưu ái và luôn luôn được có những cái món đồ rất là tuyệt vời, thật sự luôn. Nếu mà anh em winner phải nói là ganh tị nha. Cỡ kể cái nồi năm là so mà dành cho winner từ trên hãng đưa xuống á thì chưa có, phải nói là ngóng trong đợi mỏi mòn luôn, chưa thấy đâu hết. Từ chiếc CB150 á, CBR150 á, thì chưa thấy đâu hết. Thì trước tiên là đó là tin vui cho những anh em mà đi ad ha. Rồi, anh em nhìn nè, rất là đẹp, rất là sắc sảo, rất là chất lượng nha. Đó. Nè anh em thấy không? Rất là chất lượng. À còn những anh em nào mà thích bấm là bay, búng là đi rồi á, lên số là đi xe này kia rồi á, lên ga đi xe này kia rồi á thì độ chớ những cái lông đền ở trước đây. Đó, bao giờ ở đầu luôn nha anh em. À, đó, cực kỳ chất lượng luôn. Thì cái hàng này là FCC này là chuyên sản xuất cho những cái bộ nồi hoặc là những cái đồ bố hãng, bố nồi đớ nhôm dành cho các hãng như là Honda này, Yamaha này. Đó, thì cái hàng này phải nói là nó là như là hàng hãng, như là hàng zin nha, đưa ra nha anh em, mà giá nó rẻ hơn hàng hãng xíu, rẻ hơn hàng hãng xíu, nhưng mà chất lượng của nó là như hàng hãng luôn ha. Thì anh em cứ yên tâm vào chất lượng. Đó, thì nói chung là những cái sản phẩm này được gắn đầy trên mạng hết rồi, anh em có thắc mắc gì cứ lên YouTube mà coi. Thì hôm nay mình có nhập được một số lượng thì mình review cho anh em thôi, chứ lại hồi trước thì mình cũng không có lấy những cái hàng của review cho anh em thôi. Thì anh em xem và tham khảo, nếu anh em nào có nhu cầu gắn, có muốn cầu lên á, thì cái bộ nồi này ngoài thị trường người ta lên đâu đó là khoảng 1,5 triệu đến 1,8 triệu nha anh em. Thì hiện tại mình lên chỉ có nửa giá người ta thôi. Đây là 10 bộ dùng thử nha anh em lưu ý ha. Hiện tại đây là tháng 5, đầu tháng 5 đó. Thì anh em cứ cần thì đến gắn, còn nhanh tay còn, chậm tay còn cả đống nha anh em.
Thì những anh em nào ví dụ có coi video thì lưu ý nha, hôm nay là tháng 5 ha, thì 2022, nếu mà anh em lỡ mà 1-2 tháng hay 3-4 tháng hay cậm chí 1 năm sau coi xong là nói ủa hồi đó anh bán cái nồi có nhiêu đó mà giờ còn không, mình đã nói rõ là 10 bộ đầu tiên, anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì cũng còn cả đống đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra xem nó có những gì nha. Rồi anh em ơi, sau khi mình tháo ra này thì phải nói là đồ cực kỳ chất lượng luôn, rất là đẹp luôn ha. Độ chi tiết hoàn thiện của nó là chất lượng cao luôn á. Thì đây là một bộ đế nhôm chính. Cái mặt nhôm này á, là anh em bắn thẳng vào trong cái chuồng heo á. Bắn thẳng từ trong cái chuồng heo ra nha. Đây là cái bộ cái mặt chính. Rồi tiếp theo là đến là cái lá bố, một cái lá bố lớn. Nó cái màu sậm màu hơn xíu. Đây nè. Đây là cái màu sậm màu hơn xíu. Nó hơi đen hơn cái có hai cái lá bố đen. Một lá bố lớn và một lá bố nhỏ. Đó. Thì đầu tiên là mình sẽ bỏ một cái lá bố lớn sậm màu xuống trước. Rồi tiếp đến là một cái lá sắt. Lá sắt rất là dày luôn nha anh em. Lá sắt dày lắm, dày cộm luôn á. Đó, thì đến một lá sắt. Rồi, lá sắt vô. Đến một cái lá bố đậm màu hơn thì mình cho vào đây trước nha, cho vào cái mặt mình sẽ cho vào cái mặt này. Đấy. Rồi đến một cái lá sắt. Đến cái lá sắt nhỏ thì cho nó vô đây. Đó. Rồi anh em ụp lại là xong, đơn giản ha. Ụp cái nồi lại, ụp cái hai cái mặt này lại. À, anh em lưu ý ở trong mấy cái rãnh oval này nó có mấy cái lông đền bằng oval luôn, lông đền oval. Anh em lưu ý là đừng có làm mất cái lông đền đó nha. Thì rớt ra thì mình cài lại thôi. Ha, rồi ập lại thôi, đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Anh em có thể mua về tự ở nhà tự gắn luôn cũng được nữa. Đây. Đó, khi nó sập thì nó có cái ngàm này. Nó gài lại. Đó, khi anh em chạy, khi mà quán tính khi mình vô số thì cái bánh nó sau nó sẽ tự động nó lôi cái nồi ngược lại, nó sẽ rớt ra ngoài, nó sẽ không còn bị dính số giống như cái nồi thông thường nữa. Rồi đến lò xo. Cái lò xo này nó có vẻ nó hơi dài nha. Này, cái lò xo này có vẻ hơi dài hơn so với những cái lò xo zin R10, lò xo zin nồi của ẹt á. Rồi, mình bỏ vô thôi, bốn con. Rồi cái mặt cái chữ thì mình hướng lên trên. Nè. Đó, cái mặt cái chữ thì mình hướng lên trên. Rồi, bát ốc. Còn anh em nếu mà muốn bóc mạnh hơn thì chêm thêm miếng lông đền đây khoảng 1 ly. Chêm miếng lông đền đây 1 ly thì ba miếng lông đền là bao bát luôn á. Là kiểu là mình tăng cái lực nén của lò xo lại á thì nó rất là bắt. À, rồi, đơn giản thôi hả? Cực kỳ đơn giản luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu mua về tự gắn hay là có thể ghé tìm mình. Lưu ý là 10 bộ đầu tiên mình làm với giá là 950 nha. 950 là bao con lắp đặt á. Là full bộ nồi, cái giống như bộ nồi zin của anh em là tháo ra mang về cất, ráp nguyên bộ nồi này vô chạy thử. Thực ra bây giờ mình cái nồi zin của thằng Ngẹt mà ra làm lá bố lá sắt không thì đâu đó nó cũng hơn 1 triệu rồi nha anh em. Thì cái bộ này là phải nói là quá rẻ, quá tuyệt vời luôn cho anh em xài để thay thế cái bộ nồi cũ đi lâu ngày. Thì anh em nào có nhu cầu lên đó thì cứ ghé tìm mình 114 đường 11 phường Trường Thọ quận Thủ Đức nha, để trải nghiệm thử cái bộ nồi mới. Rồi ok, bye bye anh em. Nói chung là cái đồ hoàn thiện rất là cao cấp nha, rất là chất lượng, rất là xịn sò. Nè, rồi. Ok anh em.